MC vượt lên chính mình đăng ký hiến tạng sau khi qua đời. Khen Quyền Linh bao giờ cho đủ, vốn dĩ anh đã được công chúng khắp nơi quý mến, nhờ vào sự chân chất và hành động lần này làm mọi người ngưỡng mộ hơn. Được biết MC Quyền Linh đăng ký hiến tạng từ năm 2014, nhưng mãi cho đến nay truyền thông và khán giả mới hay về thông tin này. Từ trước đến nay, cụm từ hiến tạng đã không còn quá xa lạ đối với mọi người. Tuy nhiên, để thực hiện được hành động ấy là cả một quá trình mà không phải ai cũng có thể vượt qua rào cản, lời bàn tán từ người xung quanh để làm nó. Gần đây nhất, việc Trinh gây bất ngờ khi đến bệnh viện Chợ Rẫy làm thủ tục hiến tạng. Động lực để cô quyết định thực hiện chính là nhờ vào những bài giảng dạy từ Phật. Và sau người đẹp Tây Đô, MC Quyền Linh cũng gây chú ý vì hành động tương tự. Anh tâm sự tại trang Tuổi Trẻ: "Trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tạng. Trong nhiều lần tham gia chương trình nhân đạo bệnh viện Chợ Rẫy, tôi rất xúc động khi nghe bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người, kể về chuyện hiến ghép tạng. Đó là lúc tôi nhận thấy nhiều mảnh đời còn rất trẻ là trụ cột của gia đình ra đi rất nhanh. Vì không được ghép tạng thay thế, giá như được ghép tạng có lẽ họ không phải ra đi oan uổng như vậy." Khi thông tin này chia sẻ mạnh mẽ trên các diễn đàn, nữ diễn viên Hạnh Thúy đã bày tỏ cảm xúc về người anh của mình, cô tâm sự: "Anh Quyền Linh là người kỳ lạ bởi những điều anh làm, nhiều người không hiểu được. Kiểu như là người rất nhiều tiền, nhưng đi dép tổ ong với anh là đặc sản, luôn hiền hòa với đồng nghiệp hay nâng đỡ những đứa em khi có điều kiện mà ít nghĩ suy gì. Anh hay than cả năm chả bao giờ có cơ hội mua quần áo vì tính anh không mặc xe xua, mà các đơn vị may mặc gửi tặng anh một năm cả trăm bộ quần áo, lại phải kiếm người tặng kẻo phí. Một ông nông dân chân chất, rất chân chất. Lại là gương mặt đại diện nhãn hàng nhiều bậc nhất Việt Nam, từ thượng lưu đến bình dân. Nhớ mấy năm đi hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao ở các tỉnh miền Tây, thấy hình ảnh anh tràn ngập các bảng quảng cáo của các nhãn hàng, đến nỗi mình nói đùa, chợ này là chợ anh Linh, anh đi tới đâu bà con súm nhau vuốt tay ngắm nghía, dòm mặt đến no thì thôi. Các vị lãnh đạo thì gặp anh cứ thân thuộc như người nhà, Linh đâu em, Linh đây nè, Linh ngồi đây. Và ai cũng vui khi được trò chuyện với anh, không hề có chút ngôi sao nào. Nhưng ánh sáng thực ra lung linh hơn bất cứ ngôi sao nào, không chân dài, không song phấn, không hào nhoáng, cũng chả thèm cạnh tranh đấu đá hay lăng xê chiêu trò. Quyền Linh cứ làm người ta mãi chẳng thể nào hiểu được, nhưng hiểu hết chỉ với một câu lý giải gọn bưng: Quyền Linh mà. Mỗi hành động của MC Quyền Linh đều làm công chúng khắp nơi trầm trồ ngưỡng mộ hơn, bởi lẽ không phải người làm nghệ thuật nào cũng giữ nguyên vẹn được sự bình dân chân chất và luôn mang đến những hành động đẹp cho cuộc sống.